Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách gần 900 tuyến đường được phép sử dụng một phần lòng đường và vỉa hè để kinh doanh và phục vụ cộng đồng. Các tuyến đường này sẽ phải nộp mức phí từ 20.000 đến 350.000 đồng mỗi mét vuông, tùy theo khu vực và loại hình hoạt động. Theo đó, có số trường hợp được phép tận dừng vỉa hè và đồng phí bao gồm: điểm kinh doanh dịch vụ, vừa mua bán hàng hóa, điểm trông và giữ xe có thu tiền dịch vụ trong giữ xe, điểm tổ chức hoạt động văn hóa, điểm giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa. Điểm một trí công trình và tiện ích phục vụ giao thông công cộng, có thu tiền sử dụng và điểm trung chuyển vật liệu và phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình. Theo phân loại, khu vực 1 bao gồm các quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, Phú Nhuận, khu A khu đô thị mới Nam Thành phố và khu đô thị mới Thủ Thiêm với 207 tuyến đường. Khu vực 2 bao gồm thành phố Thủ Đức, quận 6, quận 7, quận 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân với 277 tuyến. Khu vực 3 có quận 8, quận 9 cũ, quận 12 quận thủ Đức Cũ, Tuân Phú, Gò Vấp với 248 tuyến, khu vực 4 bao gồm huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi với 125 tuyến đường và khu vực 5 với huyện Cần Giờ có 11 tuyến.